Anh ha seo đây là video thứ 20 ở uh, trong loạt giải đề thi EBS Tobit năm 2023. Và hôm nay thì uh, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cách giải ở cái dạng câu là chúng ta đi tìm câu hỏi hoặc là có câu hỏi chúng ta đi tìm câu trả lời giống như trên hình như thế này. Thì uh, cũng khá thú vị các bạn. Nếu như chúng ta nắm bắt được cái ý của nó thì chúng ta sẽ dễ dàng làm cái dạng này rất là dễ dàng thôi. Cũng không 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 quá khó ha nhưng có một cái lưu ý cho cái dạng này đó là khi các bạn dạng cái đoạn đề thi này thì các bạn nhớ là chúng ta không nên dịch ngay ở những câu này, ví dụ như câu 1 nè. Ireumi yo nè. Ở Narae nè. Indonesia Indonesia ga eodie Thì cái câu số 1 Ireumi moeyo đó là này là tên bạn là gì thì câu này chắc hẳn khi mà bạn học tiếng Hàn thì dễ biết rồi đúng không? Ở nữ nà ra có nghĩa là bạn đến từ quốc gia nào? E so o so so o e ở đây chúng ta có động từ ô các bạn ô tà cộng với lại kính ngữ là si si thì ở đây chúng ta bỏ tà là ô si thì chia ra quá khứ là ô so so o ở nữ nà ở đây chúng ta có là E -ka -ba e là chỉ nơi chốn nè, kah là động từ đi và ở đây chúng ta cộng với cấu trúc là kapota có nghĩa là đã từng đi đã thử đi chưa? À... Cho nên chúng ta sẽ có là a nè, à, đó là đã từng thử cái gì chưa? Như vậy ka -ba đã từng thử đi Indonesia chưa? Indonesia, đó, Indonesia Indonesia cái là Indonesia là chủ ngữ nè. có ở đâu? Thì ở đây nếu như chúng ta dành thời gian để chúng ta dịch những cái câu như thế này thì nó sẽ rất là lâu. Cho nên ở đây chúng ta hãy nhìn vào cái gợi ý của người ta liền là ở đây chúng ta có chữ e so thì trong này nếu bạn không thấy được cái cụm e so là đến từ đâu thì các bạn chỉ có thể tập trung vào chữ e thôi cũng được thì lúc này bạn tìm ra ở chỗ này thì đây là một trong những cái gợi ý các bạn có hiểu ý thầy nói không? đó và chúng ta kiểm chứng lại nè. Was Ô O Was thì trả lời sẽ là was Nghĩa là khi người ta hỏi mình kính ngữ thì mình trả lời lại thì sẽ là bình thường đúng không? Đó là động từ ta nè. Mình cộng với at I có nghĩa là chia ra quá khứ là was hỏi what style trả lời là what như vậy ở nữ nà ra e so indonesia so đến từ indonesia như vậy sau khi thầy phân tích xong hết rồi thì chúng ta thấy nè bây giờ thầy nói lại nè ở đây khi chúng ta cho cái dạng này thì chúng ta hãy tập trung vào chỗ này trước các bạn nha thì tập trung vào đây chúng ta sẽ thấy có chữ e so là trợ từ nè bởi vì sao thì sợ có những bạn học chưa nhiều đó ở đây thì giờ thì nói thì luôn luôn giải thích cho những bạn mà học chút chút thôi ha rồi e so what là đến từ đâu thì thầy sợ cái cụm này các bạn không biết thì bạn cứ cứ nhìn chữ e -so cho thầy thôi thì vào đây mình nhìn đó mình nhìn thì mình thấy chỗ này nó tương thích nè đó là mình mới đi tiếp nè mình đi tiếp chỗ này thì mình thấy nó hợp với nhau nè đó như vậy đó là những cái dấu hiệu để mình nhận biết khi có được cái những cái dấu hiệu đó rồi thì chúng ta sẽ Uh, kiểm tra lại một số từ vựng chúng ta đã biết, cấu trúc chúng ta đã biết thì lúc đó chúng ta sẽ làm nhanh hơn rất là nhiều thay vì chúng ta tập trung vào chúng ta đi 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 đi, đi, đi dịch những câu như vậy. Chị phải ứng dụng liền nha. Rồi, ở đây nó lại khác nè. Ở đây nó là một cái câu là à nim ni đây xong có chữ là gì? À jo kinin o Trong những video trước, có nghĩa là những video của không phải của năm 2023 thì có đã nói rồi. Với những câu có chữ im -nita". Thì tập trung liền cho thầy vô cái danh từ nè Thì ở đây chúng ta thấy có danh từ là Utecúc là cái bưu điện Mà ở đây nó là gì các bạn Là nimnita Có nghĩa là không phải ha Không phải cái gì đó và khẳng định ở đây là bưu điện Thì trên đây chúng ta lại thấy là nữa nè Đó à thì ngân hàng Và dấu hiệu ở đây là cho gọi cho mình là giờ Poseo là Alo ừ, Alo ở đây có phải là ngân hàng không Thì không phải Không phải thì nó phải là sai đúng không nên nhầm thì chữ sai chỉ nhầm là 잘못 cos có nghĩa là bạn đã gọi nhầm bạn đã gọi sai rồi nghĩa là cho vô the có ghi hàng gì chỗ ở đây có phải là ngân hàng Hàn Quốc hay không anhiêm gì ta mốt có anh chị đã gọi nhầm rồi do 우체국입니다 ở đây là bưu gì bưu điện Chính nhiên câu này nó cũng hơi khó chút xíu ha nhưng Thầy sẽ chỉ cho các bạn cách giải quyết câu này những câu như thầy có cái mấu chốt sau đây thứ nhất là động từ imnita là là thông tin dập bô dập là alo nhớ đề thi EBS tôi biết của mình ha nếu dập bô mà chọn liền ở phía sau đó chữ a ta là không phải thì đừng ngần ngại gì hết chọn cho thầy bạn đã gọi nhầm sản mất có ở đây là câu nên học thuộc lòng các bạn nha còn câu này là gì tan ảnh từ đêm tôi không nghe rõ do ki kron saram opsumi là kron là cái người như vậy á cái người mà bạn muốn tìm gặp như vậy thì opsumi ta không có do ki kron saram opsumi ta na chung e ta si chan hoa ha sip siêu chút nữa xin chút nữa anh chị gọi lại sao ha có nghĩa là chúng ta người đó không có ở đây hoặc là gì đó tình huống nào đó anh à, chúc anh chị gọi lại na chung e ta si chan hoa ha sip siêu rồi nhưng câu tiếp theo là cái câu mà thầy vừa mới dạy nè Chúng ta có thể ứng dụng được liền Nhớ ha, câu vừa rồi là câu học thuộc lòng Rồi ở đây chúng ta thấy nè Khi các bạn nhìn vô vậy có quá nhiều thông tin nè Thí dụ như e so Kiểm chứng như đây thì không thấy có chữ e so như vậy đúng không? Có chữ e thôi Thôi bỏ cái chỗ đó đi Đừng suy nghĩ nữa Linh Đó Linh như vậy ở đây sẽ có là Gì các bạn? Ô sư Chiến xe biết số 53 như vậy ở đây là cái biến số người ta hỏi nè như vậy sau này hỏi là mi hồ sư xe biết số mấy tại vì sao ở đây người ta cho mình câu hỏi mà ở đây người ta cho mình câu hỏi mà mình đang đi tìm câu hỏi đúng không để ra câu trả lời như vậy ở đây có phải khi bạn nhìn giờ như vậy thì chúng ta sẽ thấy là miệt tên bò đây đó bắt đầu chúng ta kiểm chứng lại à tha xỉu ở đây là động từ tha gia ham gì các hãy đi ở đây hãy đi chuyến xe buýt này ở đây phải đi chuyến xe đó phải không như vậy chúng ta thấy nó đã phù hợp chưa các bạn qua ở đây nếu như bạn đi tiếp bạn phân tích tiếp để bạn nhìn tiếp thì ở đây rõ ràng bạn thấy cái chữ nào myon. đó. ở đây có chữ mion nếu muốn nếu cái gì đó nếu muốn cái gì đó nó gần như giống nhau hết đúng không như vậy thì chúng ta mới đi dịch nghĩa của nó nè mà xin phiên 53번 버스를 타세요. Hãy đi chuyến xe buýt số 53 ở cái trạm phía đối diện. To trong có chẳng mánh Bạn chỉ cần đi qua hai trạm thôi. Trong co trăng, còn nghĩa là cái trạm dừng. Bạn chỉ cần đi qua hai trạm dừng thôi thì được. Thì ở đây mới nói là 버스를 Tôi muốn đi đến Chichon, Thòa Chính thì tôi phải đi chuyến xe buýt số mấy? À, bạn hãy leo lên chuyến xe buýt số 53 ở ngay trạm đối diện và chỉ cần đi hai trạm dừng là được. Như vậy thích hợp là câu số 4 đáp án đúng không? Đó, còn câu một là gì? Ừ, câu một là à, Xuân ở đi ở đi cả Gọi là khách ơi, khách muốn đi đâu? Có nghĩa là mình lên xe taxi thì cái người taxi sợ mình à nhim ở khách đi tới đâu đây kỳ so trong cả ở đây chúng ta dễ bị dò 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 chúng ta dễ bị nhầm ở cái câu là đi đến ga thì chính thì mất bao nhiêu lâu ở mana còn cá hôm trước có bạn nhắn tin cho thầy hỏi thầy sẵn đây thầy giải thích luôn chung chung cho tất cả các bạn nghe có bạn hỏi là à thầy ơi nếu như có cái câu là lấy mất bao nhiêu tiền á, xài bao nhiêu tiền á, thì chọn cái câu nào cho nó đúng. Thì bạn đang phân vân giữa cái chữ là ta và từ ta Thì ở đây mất bao nhiêu tiền các bạn, chúng ta dùng cái động từ này nhé. Còn ta là chúng ta thường sẽ dùng chữ thời gian nè, ví dụ nha. Đi đến đây mất bao nhiêu thời gian sẽ dùng almana kalimnika. Nhớ ha. Rồi, ô sĩ bỏ sử dụng cái <laughs> mi Cái chi phí Ờ, cái phí cái vé tiền của chuyến xe buýt số 35 là bao nhiêu ở ma im gì cả cho nên nhiều bạn dò dò đây cái bạn chọn của ba là sai nha các bạn nhớ hãy bắt nguồn từ cái trợ từ như thầy đã hướng dẫn và những cái câu nào ngày hôm nay nếu mà bạn nào chưa coi những cái video trước của thầy hãy nhớ là khi chúng ta có động từ y tà thì nó là im nhì ta thì lúc này chúng ta tập trung vào cái danh từ ở phía trước đó, giống như cái này nè. Thì ở đây nó đâu phải là động từ y tà đâu. Cho nên hãy bỏ cái suy nghĩ đó nha các bạn nha. Rồi, chúc các bạn luôn luôn thành công với cái việc mà chúng ta ôn tập và kỳ thi sắp tới. Nhớ, thích thì bấm like dùm thầy nhé. Anh nhân hi hi kia seo